Sẽ đi vào những ví dụ đầu tiên, câu hỏi trắc nghiệm đầu tiên, các em chú ý này. Giải cái bất phương trình 2 mũ x bình phương trừ x nhỏ hơn hoặc bằng 4 thì ta có nghiệm, nghiệm sẽ là đan A là trừ 2 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng 1. Đan B là x nhỏ hơn hoặc bằng 1. Đan C x nhỏ hơn hoặc bằng 2. Và cuối cùng đan D trừ 1 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng 2. Được chưa? Thì các em thấy ngay ở câu số 1 này, bất phương trình của chúng ta gần như đã có dạng cơ bản rồi. Được chưa? Chúng ta chỉ biến đổi một chút cái số 4 này nữa thì đã ra dạng cơ bản rồi, đưa về dạng cơ bản và chúng ta làm bình thường. Được chưa? Vậy bây giờ thầy sẽ cùng các em giải quyết câu số 1. Các em chú ý, chúng ta có giải đây. Bây giờ thầy biến đổi một chút nha. Ta có này. 2 mũ x bình phương trừ x nhỏ hơn hoặc bằng 4, thầy đưa về cơ số 2 đó là thành 2 mũ 2. Đúng chưa? Cơ số là 2 vào cái trường hợp thứ nhất này, lớn 1, đúng chưa? Vậy thì bất phương trình của chúng ta nó sẽ giữ nguyên chiều, điều này tương đương với x bình phương trừ x nhỏ hơn hoặc bằng 2. Đấy. Điều này tương đương x bình phương trừ x trừ 2 nhỏ hơn bằng 0. Đây là bất phương trình bậc 2 đối với ẩn x. Giải quyết bất phương trình này, chúng ta sẽ tìm ra được nghiệm. Trừ 1 nhỏ hơn bằng x nhỏ hơn hoặc bằng 2. Được chưa? Và khi tìm được nghiệm rồi, đến đây chúng ta chỉ cần việc kết luận nữa thôi. Vậy, bất phương trình có tập nghiệm là trừ 1 nhỏ hơn bằng x nhỏ hơn bằng 2. Đấy. Vậy thì từ cái kết luận của bài toán đây, chúng ta tìm ngay được đáp án đúng là đáp án D. Vậy chúng ta chọn đáp án D. Vậy là câu số 1 về bất phương trình mũ đưa về dạng bất phương trình mũ cơ bản của chúng ta đã giải quyết xong.